Chào mọi người nha, mình đang ở bên trong thánh thất cao đài ở số 85 Lý Thường Kiệt, thành phố Mỹ Tho. Bây giờ là mình đi vô trong nha. Bên trong thánh thất này đang sửa chữa nè mọi người. Có hàng rào của mấy anh thợ xây dựng đang sửa chữa lại thánh thất. Đây mình đi vô bên trong nha. Bên trong thì mình thấy một số cây cảnh trồng trong chậu mọi người. Bên cạnh đó có một vài ghế đá cho người ta đi lễ mọi người. Trong chậu thì ở miền Tây người ta hay để cái gọi là cái vỏ dừa để cho nó khỏi bị xói đất. Ở chỗ này có để bảng là để giày dép nơi đây nha. Mọi người không có được mang giày dép vô bên trong. Đạo cao đài thường thường là trang phục màu trắng nha mọi người, quần trắng, áo trắng. Còn những ngày lễ của đạo cao đài thì thường là mình thấy người ta mặc nguyên bộ áo dài trắng luôn nha. Ban nhà thuyền, thành phố Mỹ Tho. Ở bên trong mình không có vô quay được nha mọi người. Đây ở nơi ông này có nhiều ghế đá lắm nè. Mới nãy thì vừa vô thì mình có thấy nhiều chú mặc nguyên bộ đồ trắng để vô trong này á mọi người. Đạo cao đài là vậy, mặc áo dài trắng hoặc là quần trắng, áo trắng. Bên đây ở thánh thất có trồng cây mai nữa mà mọi người. Nơi tôn nghiêm vui lòng giữ vệ sinh chung. Bên đây cũng có bảng vui lòng để giày dép nơi đây nữa nè. Có bảng tiếng Anh và tiếng Việt luôn nha. Đây có một chậu cây cảnh tiếp. Và nhiều cái chậu cây cảnh kế bên nữa nè mọi người. Đạo cao đài thường lấy kiến trúc là bông hoa sen á. Rồi bây giờ mình đi vòng ra phía bên ngoài nha. Đây, phía bên trên của thánh thất đạo cao đài, kiến trúc đẹp quá ha mọi người. Thật ra thì mình cũng không có biết chỗ này, nhưng mà do có bạn yêu cầu mình quay cho nên mình có tìm hiểu trên mạng rồi xong mình đi quay luôn. Tại vì mình cũng chạy ngang Mỹ Tho hoài à, mình thường xuyên đi ngang Mỹ Tho và thường xuyên chạy ngang đường Lý Thường Kiệt. Mình hay đi Mỹ Tho lắm, tuy là nhà ở Tân Hương nhưng mà có việc hay đi Mỹ Tho lắm mọi người. Ở đây mọi người đang sửa chữa nè mọi người. Đây mình đi ra phía ngoài cổng nha. Ở bên này có một số anh đang uống trà, uống cà phê. Thánh thất này nằm ở số 85 Lý Thường Kiệt nha mọi người.
phường 4, thành phố Mỹ Tho. Ở phía ngoài này thì có để bảng là nơi tôn nghiêm không đậu xe buôn bán, tức là thánh thất, phía trước thánh thất á, người ta không có cho buôn bán lề đường nhiều hoặc là không có được đậu xe ở ngoài này. Mọi người ai có vô thánh thất thì mọi người dắt xe vô bên trong đó mọi người. Ở phía ngoài này mình thấy để 3-4 bảng vậy luôn chứ không phải là một bảng nha. Mọi người thấy cái cửa rào ở ngoài cũng có kiến trúc rất là đẹp ha. Mình thấy nhìn giống như là con rồng, con phượng gì ấy. Ở phía ngoài này đặt tiền đường Lý Thường Kiệt cho nên xe cộ rất đông đúc nha mọi người. Bên trên nhìn từ ngoài đường Lý Thường Kiệt nhìn vô văn phòng ban đại diện Hội Thánh tỉnh Tiền Giang ở số 85 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bên đây có cái bảng nơi tôn nghiêm không buôn bán đậu xe nữa nè. Nơi tôn nghiêm không đậu xe buôn bán. Thánh thất Cao Đài thì thường thường với diện tích nó nhỏ nha mọi người, nhưng mà mình thấy thánh thất Cao Đài này khá lớn so với các thánh thất Cao Đài khác ở tỉnh Tiền Giang. Ở các tỉnh khác thì mình không biết, nhưng mà thánh thất Cao Đài ở ngay mặt tiền đường Lý Thường Kiệt mà với diện tích như vậy là khá lớn rồi. Vì đạo Cao Đài, các thánh thất Cao Đài thường thường mình thấy đa số nó nhỏ nhỏ, không có lớn lắm. Ở số 85 Lý Thường Kiệt nha mọi người, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Rồi thôi, mình chào tạm biệt mọi người nha.